bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Bí quyết thành công của người bán hàng xuất sắc nhất thế giới, từng lận đận nửa đời với 40 nghề đến suýt phá sản, trước khi lập kỷ lục bán 13.000 xe hơi trong 15 năm. Thành công trong kinh doanh đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nhau. Nếu không sở hữu xuất phát điểm tốt hay may mắn, bạn chỉ có thể làm nên chuyện khi biết nỗ lực hết mình và sở hữu thái độ làm việc chuyên nghiệp. George Jack được mệnh danh là một trong những người bán hàng xuất sắc nhất thế giới. Người dân khắp bờ đông nước Mỹ đều muốn đến gặp ông, chỉ để mua xe từ ông. Người ta sẵn sàng chờ nhiều ngày chỉ để có một cuộc hẹn với ông. Thông thường trong mắt mọi người, nhân viên bán xe không phải là những người tốt đẹp gì. Họ trông nhếch nhác và chỉ muốn bán bằng được xe cho bạn để được ăn hoa hồng. Tuy nhiên, George Jack lại không như vậy. Xuất phát điểm là con số 0 tròn trĩnh. George Jack không có trong tay bất cứ nhân tố gì để tạo nên sự thành công. Ông sinh ngày 1 tháng 11 năm 1928 trong một gia đình nhập cư nghèo gốc Ý. Vì thường xuyên lâm vào cảnh thất nghiệp, cha của Jack thường trút giận lên đứa con trai nhỏ. Mẹ ông là một người rất truyền thống, ở nhà để chuyên tâm làm bà nội trợ. Vì thế, gia đình ông chẳng có lúc nào dư giả, nghèo đến mức phải sống trong một khu ổ chuột. Dù vậy, George Jack vẫn được tới trường đi học. Tuy nhiên, ông lại mắc chứng bệnh nói lắp nghiêm trọng. Ở tuổi 15, ông quyết định bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ là một đứa trẻ nhưng Jack đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau, bao gồm đánh giày, đưa báo, rửa bát, vận chuyển đồ, lắp đặt bếp, quản lý chung cư. Hầu hết những công việc này đều diễn ra tại Syracuse, nơi ông sống cùng với gia đình. Jack đã từng làm qua gần 40 công việc khác nhau, có lúc thì suýt phá sản trước khi trở thành nhân viên bán xe hơi năm 35 tuổi. Chính công việc này đã giúp ông trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, Jack đã bán được chiếc xe hơi đầu tiên, thành tích đáng nể với một người từng bị nói lắp. Ông tiếp tục bán được thêm xe hơi trong những ngày sau đó. Đến tháng thứ hai, ông đã trở thành nhân viên xuất sắc nhất đại lý. Tuy nhiên, sau khi bị chính các đồng nghiệp phàn nàn, Jack bị sa thải. Sau đó, Jack chuyển tới Michigan và làm nhân viên bán hàng tại một đại lý của Chevrolet. Tại đây, ông đã đem kinh nghiệm học hỏi được trước đấy ra áp dụng, đồng thời lợi dụng cái duyên tự nhiên của mình. Cũng chính nơi này, Jack đã phá hàng loạt kỷ lục của đại lý, Chevrolet và quốc tế. Từ năm 1963 đến năm 1978, người đàn ông này đã làm được điều mà bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng mơ ước, bán được 13.001 chiếc xe trong vòng 15 năm. Năm 1973 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Jack khi ông bán được tới 1.425 chiếc xe chỉ trong vòng một năm. Thành tích này giúp ông ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới là người bán được nhiều xe nhất trong một năm. Thái độ là bí quyết làm nên thành công. Không ai có thể bắt chước hoàn toàn George Jack bởi mỗi người là từng cá thể khác nhau. Tuy nhiên, những bài học mà ông để lại thực sự rất hữu ích cho bất cứ ai đang làm kinh doanh hay chỉ đơn giản là đang gặp rắc rối về tài chính cá nhân. Không coi sản phẩm chỉ là sản phẩm. Khi bán hàng, George biết rằng mình không chỉ đang bán một chiếc xe. Ông không bao giờ thúc giục khách hàng hay liệt kê tất cả những lý do mà mọi người nên mua chiếc xe đắt đỏ và mới toanh này. Thay vào đó, George bán cảm xúc và chính mình. Ông sẽ bán xe dựa trên thứ tình yêu mà người ta cần. Ông bán cho họ cảm giác an toàn mà chiếc xe sẽ mang tới. Ông làm mọi điều để chơi đùa với tình cảm của khách hàng, nhưng không phải theo một cách tham lam và thao túng. Jack coi việc bán xe cho khách hàng cũng quan trọng như thể đang bán xe cho chính mình. Khi bán một chiếc xe, Jack luôn chú ý đối đãi chân thành với khách hàng. Ông dành hầu hết thời gian trong ngày, có lúc lên tới cả tiếng đồng hồ để trò chuyện với họ về cuộc sống thường ngày, chứ không chỉ đơn giản là chuyện phím. Cố gắng trở nên bình thường. Khi nhìn vào những người giàu có như Warren Buffett, bạn sẽ thấy họ đều cố tỏ ra là những người bình thường. Họ mặc quần áo bình thường, lái những chiếc xe bình thường và sống trong những căn nhà bình thường. Đó cũng là điều mà Jack đã làm.
Khác với nhiều nhân viên bán hàng khác, Gia không mặc đồ quá sang chảnh. Thay vào đó, ông chọn những bộ quần áo đơn giản như áo phông, quần jean. Gia cho rằng việc mặc giống khách hàng sẽ giúp ông trở nên gần gũi và dễ tiếp cận họ hơn. Bản thân Gia cũng lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, nên ông hiểu rõ vấn đề mà tầng lớp lao động gặp phải. Tận dụng điều này, ông đã trò chuyện và cảm thông với những vấn đề của họ. Tất cả những điều này đã giúp Gia bán được nhiều xe hơn. Ông thấu hiểu cảm xúc của khách hàng và tận dụng điều đó để bán hàng. Thấu hiểu khách hàng. Hiểu được khách hàng là thứ mà bất kỳ doanh nhân nào cũng muốn. Gia có thể làm giống như những người bán hàng khác, nhưng thay vào đó, ông lại cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của khách hàng. Ông nhận ra rằng, họ không muốn một nhân viên bán hàng chỉ biết khoác lên mình trang phục sang chảnh và chào kéo khách. Ông nhận ra rằng khách hàng muốn một nhân viên khiến họ cảm thấy đặc biệt, nhưng không quá giả tạo. Khi khách hàng tới, Jack luôn có mặt để chào đón họ. Nếu họ cần sửa xe, ông sẽ yêu cầu đội kỹ thuật làm việc ngay lập tức. Sau đó, ông sẽ quay lại về phía khách và nói, cứ để đó cho tôi. Nếu khách tới mua xe, Jack sẽ đón họ ở bãi đỗ xe. Ông sẽ dành nửa tiếng để trò chuyện về cuộc sống của họ. Sau đó, ông sẽ bán chiếc xe trước khi cuộc hội thoại kéo dài thêm. Đối xử tốt với nhân viên. Như vị sếp đối xử với nhân viên của mình chẳng khác gì những con robot vô tri vô giác hay một con ông thợ nhỏ bé. Tuy nhiên, Georgia không chọn cách đó. Ông tin rằng nhân viên càng hạnh phúc sẽ bán được càng nhiều xe. Ông hiểu rằng nhân viên càng vui vẻ càng ít khi nghỉ phép, vì vậy lại bán được nhiều xe hơn. Jack luôn quan tâm tới nhân viên cấp dưới trong mỗi cử chỉ nhỏ. Có mùa hè nọ, ông mời từng nhân viên và gia đình của họ đến nhà mình để mở tiệc barbecue. Người bán hàng xuất sắc nhất thế giới này cũng thường xuyên đưa nhân viên đi ăn tối vào ngày thứ tư, thứ ba của mỗi tháng. Sau đó cho họ về nhà sớm và nói rằng họ có ý nghĩa như thế nào với ông. Nhờ đó, mọi người đều cảm thấy thoải mái khi làm việc với Jack. Họ làm việc vì ông, bởi ông là một người sếp tốt. Nhờ đó, họ có thể làm việc năng suất hơn, có nhiều khách hàng vui vẻ hơn, bán được nhiều xe hơn. Đối xử tốt với khách hàng. Gia cũng đối xử với khách hàng rất tuyệt vời. Ông không chỉ muốn khiến họ cảm thấy đặc biệt, mà còn thực sự quan tâm tới họ. Mỗi tháng, từng khách hàng sẽ nhận được một tấm thiệp viết tay được Gia viết riêng cho họ. Trên đó không phải những lời chúc sáo rỗng, mà chỉ đơn giản là dòng chữ: tôi quý mến bạn. Ai cũng thích những tấm thiệp này, đến nỗi dán chúng vào tủ lạnh hoặc bỏ không sưu tầm. Bởi lẽ tháng nào Gia cũng thuê người thiết kế các mẫu thiệp mới. Theo Tổ quốc.vn, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.